Dạ rồi, tiếp tục video buổi chiều của anh ngày hôm nay luôn cô chú anh chị nha. Đó. Buổi chiều hôm nay gồm có cặp cái anh chị, cặp cái gồm có một con cái xin và một con cái siêu tơ anh chị nha. Hai con này cũng tầm cũng cỡ cái con này tầm cũng cỡ 7 tháng, nói chung 7 tháng lên chị. Con này cái mẫu bông bay, con này rất là nù bò cô chú anh chị nha. Đó thì buổi chiều hôm nay là ngày 9 tháng 7 anh chị, với là một bộ mẹ con mẹ siêu cọp con được 3B với cặp 3B nhỏ anh chị. Với em còn một cái con cái mẹ 3B anh chị nha, bò rạ anh chị. Còn cái mẹ B nói chung nó tàn rất là lớn tàn anh chị, nó có chữa sẵn luôn anh chị nha. Thì anh chị mình cứ chờ xem cuối video anh chị nha. Đó, thì để em báo giá vô những chi tiết những con bò buổi chiều của em ngày hôm nay ha. Đó. Còn cái xin này chung là hoàn thiện anh chị, hoàn thiện nói chung là về đi đứng nè. Đó, đi đứng màu anh chị nha. Rất là quyền bò luôn cô chú anh chị nha. Đó. Thả không mới bắt lại cọp cô chú anh chị nha. Nè, con này sánh lưng cô chú anh chị ha. Sái lưng thì nó cũng không có sụt gì mấy anh chị, nó hư miếng thôi anh chị nha, nó tầm khoảng lóng tay anh chị, nó sụt gì sao miếng nha. Đó, thì có sao báo vệ cho kỹ mình nha anh chị nha. Đó. Nhiều lúc nó chuẩn cũng không có, tại em thấy cái vàng gu nó hơi dài, hư cái đòn nó hơi dài anh chị. Đó. Vàng gu đòn hơi dài á, cái đòn luộc nói chung cái tướng tá con này nó rộng rãnh rớn con lắm nha cô chú anh chị ha. Con cái siêu tơ mẫu bông bay nó vậy nha, con cái siêu tơ nói chung dần qua dần vũ rất là khéo luôn cô chú anh chị. Đó, con này vàng rúng bản như nhiễu anh chị nha. Đó. Con này cày đuôi anh chị, con này nữa đỏ mặt luôn cô chú anh chị, con cái xin rồi nha. Đó, vàng móng vàng rúng anh chị nha. Đó, vàng rúng anh chị thấy không, rúng rất là khéo, rất là đẹp anh chị. Chiều cao con này em có kiểm tra nó là 1m1 giật về anh chị nha, nó không có ngoài 1m1 nha. Đó, 1m1 chiếu đủ gì đó anh chị, đó trong phạm vi đó nha. Ngay đo ngay trung tâm sái nha cô chú anh chị ha. Sái mặt thì nghiêm chỉnh anh chị, sái lưng thì nó ngay nó cũng hơi sụp một miếng thôi nha, sụp miếng thôi. Đó, sái mặt anh chị nha. Đó, sái mặt. Con này nó chung chân bóng đồ kiền khú á cô chú anh chị ơi. Đó. Vàng yếm vàng rúng chị thấy rất là khéo bò luôn rồi. Răng thì có kiểm tra đủ 8 cái cho cô chú anh chị mình nha. Đó, lưỡi thì lưỡi đen nha. Đó. Bò thì nói chung anh chị mà dùm tất cả dùm móng nè. Đó, móng đồ thẳng hết nha anh chị, bốn vú anh chị ha. Đó. Bốn vú đồ cũng dài lớn anh chị ha. Con này một màu đỏ mặt nha cô chú anh chị. Đó thì hai con này thì em báo giá chung nha anh chị nha, một con xin và một con siêu. Đó. Con siêu này thì chiều cao thì nó 1m1 anh chị nha. Tại cái dàn lưng nó đà cô chú anh chị. Đó. Lưng nó đà. Con siêu này xé lưng thì đúng mà xé mặt nó không có anh chị ha. Xé lưng thì chuẩn. Xe mặt thì không có anh chị nha. Thả không mới cột, bắt cột vô dây anh chị nó hơi nè. Xe lưng anh chị nha. Cái con mấy nhiều con mà anh chị có nuôi bò rồi biết ha. Đó. Có nhiều con mà nó bị nó cũng như nhà có cái rống nó cả anh chị, nó cả hơi tróc tróc nó bị nấm da đó nè. Mình tiêm cho em một mũi nội ngoại ký sinh trùng anh chị nha. Đó, thì một mũi thôi. Con này thì ngay nó bị ít thôi, không có nhiều. Một mũi thôi. Là con bò này trong vòng một tháng nó sẽ líp anh chị, nó không còn cái dấu gì luôn anh chị, ghẻ hay là ở ngoài da đâu anh chị á, nó rất là láng mạnh luôn anh chị. Đó. Thì anh chị mình có thi thấy ưng ý con cái xin cái siêu tơ này thì mình ưng ý mình chốt cặp này anh chị nha. Đó. Cặp này thì em để giá sát cho mình luôn anh chị, giá 27 triệu rưỡi anh chị nha, 27 triệu 500 một con cái xin và một con cái siêu tơ anh chị. Đó, con cái siêu này lường anh chị ha. Ồ, cái bên cái này vú này anh chị. Đó. Bốn vú đều ha anh chị ha. Bốn vú đều nha. Vàng rốn vàng da vú rất là đẹp anh chị nha. Đó. Cấp mình con này thì nhẹ nuôi rồi, vàng xương thì tầm trung anh chị, không có lớn xương nha, nhưng mà cấp mình rất là đẹp ha. Mẫu này nói chung sinh sản thì khỏi chê anh chị, mẫu này đẻ con thì rất là mát sữa rồi, đi đứng đồ hoàn thiện anh chị nha. Đó, bò đứng hoàn thiện nha. Chung bữa nay cũng lên bò cũng giờ cũng chuyển mưa anh chị, hôm tối rồi ha. Qua vú rất là khéo luôn cô chú anh chị, giờ qua vú rất là khéo luôn. Đó. Lông da được những mức của con cô chú anh chị, đó. Rất là đẹp bò anh chị, đó. Giá 27 triệu rưỡi cho hai con này anh chị nha, đó. Đứng xa này anh chị, con cái xin tướng rất là khéo anh chị. Cái xin nữa mẫu này mẫu nói chung là bô tay ngang anh chị, còn con này là bô lùng, ha. Con siêu này là bô lùng, đó, anh chị nghe kỹ nha. Đó. Giá 27 triệu rưỡi, phí em 50 cây quay đầu ha, cái phí em á 50 cây quay đầu nha chị nha. Qua vú rất là khéo luôn cô chú anh chị nha. Đó. Nè, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Lại lường bản cô chú anh chị nha. Đó.
cái mẫu này y như là cái mẫu Raw Master anh chị, con này nè, nó giống anh chị, cái tướng nó đẹp anh chị nha. Đó, thì cô chú anh chị mình xem kỹ nha, xem kỹ cặp con cặp cái này mình chốt anh chị. Rồi để em quay tiếp tục con mẹ, con mẹ siêu tơ, siêu tơ này con này tầm đẻ một có chắc một lứa anh chị, tại nó thai cũng hai đôi răng này chứ không phải là thai hai đôi là đẻ hai con anh chị nha, còn không phải như vậy anh chị ha. Con bê đực là bê đực ba bê muối tiêu anh chị, chiều cao con bê đực là 1m05, 1m06 vậy anh chị, xương rất là to luôn, con mẹ cũng xương lớn anh chị, mà tại con mẹ này hơi thiếu nuôi ha, ăn thì khỏi nói luôn anh chị, con mẹ siêu này ăn khỏi nói ăn luôn nha. Bò này á thì người ta chủ người ta có vô nọc rồi anh chị, có vô nọc rồi ha, có vô nọc cho mình, mình về mình nói chung bò này thì em theo nón đón từ cái lúc mà người ta nói là về đây thì hôm nay cũng cỡ bò này chắc người ta gieo cho mình cũng khoảng một tháng đủ về anh chị, một tháng đủ lại thôi đó. Thì cô chú anh chị có bắt về tiện thể mình về mình theo dõi giúp em nha. Đó thì nói chung về đây cũng nay cũng cỡ 10 ngày có rồi nha anh chị, bò mẹ con nè, 10 ngày đó. Bò này thì thai mới có hai đôi răng nha anh chị nha, thai hai đôi răng nha, nói chung con này là còn bốn cái nhỏ anh chị, bốn cái nhỏ ha. Chiều cao con này có kiểm tra 1m26 giật về ha, 26-27 gì đó trong phạm vi đó nha anh chị. Đó, xương trụ con mẹ này khá lớn luôn nha anh chị, ở cấp mình thì nó ngay nó hơi ốm thôi, ốm là tại con này là chị, ông này ông rút quá đó, ông bú ông rút quá cho nên là con mẹ nó thiếu ăn, nó thiếu ăn đâm ra là anh này bú nhiều quá nên là con mẹ nó hơi thiếu nuôi. Nói chung mình cho ăn uống vô bữa ha anh chị, mẹ thì nó ngay nó cũng mát sữa, rất là mát sữa. Con bê con này rất là khéo luôn anh chị ha, bê con bông muối tiêu anh chị, lưng dai nè, dàn dai lưng rất là hở nha cô chú anh chị. Mẹ thì không có sừng luôn anh chị, mẹ đầu xé mặt xé lưng con mẹ này nghiêm chỉnh luôn anh chị nha, thì không có con mẹ thì cái vẻ bề ngoài thì không có tật lỗi hết gì ha. Đó ở dàn xương trụ con bê con bông muối tiêu này không, ồ cái la miệng nó nói chung con này là bò mẹ sẽ có tiêm cho mình là nội ngoại ký sinh trùng rồi, ký sinh trùng đường máu rồi nha anh chị ha. Tại những con mẹ này anh chị có anh, nếu chưa gặp trường hợp ví dụ mình bắt về á, những con mẹ ốm ốm này nè, sợ chủ người ta thiếu nuôi về đây á, mình cho ăn cỏ, có khi ăn cỏ cũng có, ăn cá cũng có, rồi nó bị được ruột anh chị, nó đi tiêu chảy á, sợ là ve lãi hay tất cả vi khuẩn ở trong cái đường ruột của nó đó, mình cho cám vô cái nó hành bò anh chị, nên là về là tốt nhất thì mình cho ăn ít thôi, cho ăn từ từ mình tập cho nó ăn từ từ lên thôi ha. Rồi xong mình tiêm người đủ mình nuôi anh chị. Đó, con mẹ này thì tướng rất là đẹp anh chị, bốn vú đều ra, cái đường răng sữa đó người cô chú anh chị ha, đường răng sữa rất là tốt luôn luôn cô chú anh chị, móng là móng sò hết anh chị ha, móng sò nha, dàn xương là xương trụ thẳng nha anh chị, dàn xương trụ thẳng nha anh chị. Nói chung là mẹ này cô chú anh chị mình dòm sơ thì nó nghe nó thiếu nuôi hay không mình biết ha. Đó, tại cũng bò nuôi con mà anh chị ha. Đó con bê con này chị, con bê con rất là mềm luôn ha. Con bê con này tầm cũng cỡ 5 tháng anh chị nha, 5 tháng bò ha, 5 tháng tuổi ha. Xương trụ khá lớn luôn cô chú anh chị nha. Rồi, bò mẹ con này có giá 30 triệu ha, 30 triệu của em anh chị. Phí em vẫn là 50 cây. Phí em vẫn là 50 cây nha anh chị. 50 cây giật về nha. Chiều cao con mẹ này 1m26 nha anh chị, 1m26 nha, đo ngay trung tâm xá anh chị. Đó, còn đo giữa lưng là nó cũng thiếu đủ 1m3 anh chị. Đó. Mẹ là siêu mỏ đỏ anh chị nha, siêu mỏ đỏ ha. Đó, chứ không phải siêu rằng đó nha anh chị. Bò này đến ngày nữa mình nuôi nữa nó láng mình anh chị, mình tắm ra nó trổ lông nên rất là đẹp luôn anh chị. Đây nè. Tại vì cái đường lưng nó cũng đỏ anh chị ha. Đường lưng nó cũng đỏ. Đó. Ồ nó ăn, nói chung cái dòng siêu này thì nó dễ ăn rồi anh chị. Đó, anh chị có xài qua rồi biết ha. Thì con này á, con này về em bán thì nó đây nó nghe đại khái thì cũng bao lòi bao lú cho mình đó, bao lòi lú cho mình trong vòng phạm vi tháng hoặc 2 tháng đủ lại nghe anh chị nha, nó trong phạm vi đó thôi ha. Đó. Thì cô chú anh chị mình cứ coi kỹ nha, coi kỹ mình xác mình chốt cái nào mình liên hệ với em nha. Đó. Cái lô ngày hôm qua em có lên là khách có chốt hết rồi cô chú anh chị, khách chốt hết bữa nay rồi ha. Nói chung còn là ăn cặp lỡ anh chị, mà bữa nay nó hơi trễ hơi tối cho nên làm quay sơ nha. Đó. Đó, bộ mẹ con có giá 30 triệu nha anh chị. Phí của em là 50 cây số quay đầu ha. Bộ con này để quay lợ này, khu giá hoàn thiện anh chị ha. Khu giá là nghiêm chỉnh anh chị, giá đủ hai hòn nha. Đó. Rồi, tiếp tục cặp ba bê này luôn. Cặp ba bê này chiều cao cũng cỡ như con bê kia anh chị, 1m05 ha, 1m05.
Một con là dòng F2, một con là bản F1. F2 là con này nè anh chị. Nó mẹ cọp đẻ ra luôn anh chị nha. Thường thường mẹ cọp đẻ ra có con nó con có sừng, con không sừng anh chị. Nè. Con này nó quá pin rồi anh chị. Lông da độ móng tăng nó độ lắm anh chị. Ông đít dơ dơ nè anh chị. Không có tắm rửa hết. Ủa giờ đít nó nè. Đít xương trụ đồ nó rất là nở nang luôn cô chú anh chị nha. Đó. Khung này tầm cũng cỡ 6 tháng anh chị nha, 6 tháng tuổi nha. Hai con này thì mới về luôn cô chú anh chị. Hai con này thì mới bắt về luôn. Đó, xương trụ con nào cũng lấy thôi. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Con này đầu nói chung vàng vàng đầu đít đồ anh chị. Con này nè. Đầu không có sừng luôn cô chú anh chị ơi. Nè, con này ha. Sừng của lũi con này không mãi mãi không không ra sừng luôn. Nói chung con này hơi dơ anh chị nha. Hơi dơ cho nên là chủ không có tắm á. Các bạn nè chị đó. Ba cái phần dính khu queo của chú anh chị. Còn con này là bản F1 anh chị nha. F1 là mẹ bò vàng đã ra anh chị. Con này nói chung có đòn có cái bản dạo hơn chút xíu. Cái bản nó khác con cái là anh chị biết sao. Cái dòng 2 đẻ ra thì nó nghe nó không có cái yếm anh chị ha. Nó không có yếm. Có cổ con này là cổ rô luôn vậy không? Cổ rô xương sóc đồ thẳng lắm nha anh chị ha. Tướng con này rất là đẹp, không có bị bu ruột hết gì anh chị nha. Đó. Lông da con này cũng nhuyễn mức luôn chị. Đầu cổ cũng to ha chị ha. Có lưng này chị không? Cái con dòng F2 này thì lưng độ đích độ hơn con này là ha. Đó. Rồi, cặp này báo giá nhanh cho cô chú anh chị mình luôn. Đó. Giá nhanh là cũng là giá bán ha anh chị, còn kèm theo phí nha. 32,5 triệu ha. 32,5 triệu nha anh chị nha. Đó. 32,5 triệu anh chị nha. Khuya nay em có chuyến đi Đồng Nai Vũng Tàu anh chị ha. Khuya nay em có chuyến đi Đồng Nai Vũng Tàu anh chị, mình có tiện thể mình chốt mình liên hệ với em luôn. Trong bữa nay luôn nha anh chị nha. Khuya nay anh chị, khuya nay em có chuyến đi Đồng Nai Vũng Tàu ha. Đồng Nai là khu vực gần Biên Hòa anh chị. Đó, gần khu vực đây. Biên Hòa cái khu vực thì trong cái phạm vi đó nha anh chị, trong cái phạm vi khu vực Biên Hòa đó anh chị. Anh chị mình có chốt mình liên hệ với em nha, cặp này nha. Giá 32,5 triệu anh chị. 32,5 triệu cho cặp này nha. Đó. Rất là đẹp luôn anh chị. Con này tướng tán rất là khéo luôn đó. Con này đùi mông cũng không nhìn đâu nha anh chị. Đó, không nhìn cái con kia thì nó nghe đùi mông đặc hơn rồi. Đó. Đó. Bò thì nghiêm chỉnh nha anh chị nha, nghiêm chỉnh nha. Cô chú anh chị mình xem kỹ nha. Xem kỹ mình chọn. Đó, cặp này có giá 32,5 triệu anh chị, một con dòng 1, một con dòng 2 ha. Đó, bộ mẹ con thì 30 triệu nha anh chị. Đó, bộ mẹ con đực 3B 30 triệu nha. Đó. Rồi, để em quay cái con cái 3B chữa anh chị. Con này thì nó còn một đôi khóe anh chị nha, còn một đôi răng á, còn đôi răng khóe. Nha. Đó. Thì con này thì chỉ mới có thai đôi thứ ba thôi, đôi thứ ba mới thai thôi ha. Con đẻ tầm cũng cỡ khoảng 2 lứa anh chị, 2 lứa đi, mình đón chắc 2 lứa, 2 lứa ha. Con này còn ngậm đôi răng khóe anh chị nha, con này còn một lại một đôi răng nha anh chị, đó, một màu đen anh chị nha, cái 3B anh chị nha, cái 3B nha. Ôi, vàng ăn uống rồi, khỏi nói luôn anh chị, ăn uống là khỏi nói con này, để lấy thước đo luôn anh chị, quên lấy thước, nói chung này nhắc qua anh chị, quên có không có đo kiểm tra thử. Để em đo thử cho cô chú anh chị mình xem. Đây là không có đâu. Con này chuyển cao lắm chị. Con này con cái bề tầm cũng 1m3 đó anh chị nha. Đi nè cậu. Con cái 3B này chung rất là dễ nuôi lên chị. Con này 1m3 hoài luôn anh chị ơi. Đó. Tướng tá rất là đẹp luôn anh chị nha. Đó. Con này có bầu nha anh chị, con này bầu tầm cũng khoảng từ 3 đến 4 tháng anh chị nha, trong phạm vi đó nha. Đó, bò này thì có em có khám trong có khám này cũng mấy ngày anh chị, khám nay cũng tầm khoảng cũng 3 ngày 4 ngày rồi anh chị, tại vì bữa mua cũng không có đủ bò để đăng á. Con này 1m3 cứng có dư anh chị nha. Đó. Con này 1m3 cứng có dư anh chị ha.
con này sáng mặt thì có sáng mặt anh chị nha. Nói chung dòng này thì không cần xá mà tại vì sáng cho mình luôn. Sáng mặt có anh chị, sáng lưng nghiêm chỉnh nha. Đó, sáng lưng chuẩn luôn anh chị, thấy không? Sáng mặt anh chị. Thấy không? Đó. Sáng mặt ha. Con này cái mẫu tương rất là đẹp anh chị. Con này dạng 3B là 3B dòng F1 anh chị. Tại vì mẹ nó bò vàng đẻ ra anh chị ha. 3B bản F1 luôn anh chị nha. Đó. Khung xương tàn thì rất là lớn rồi cô chú anh chị nha. Đó. Thì cô chú anh chị mình thích làm nái bắt con này anh chị. Bò này nhóc lại nha, bò này có bầu tầm 3 tháng đến 4 tháng rồi nha anh chị nha. Tầm 3 tháng đến 4 tháng nha. Đó. Lòi dù như bao lòi này kia cho cô chú anh chị mình trong vòng khoảng cũng tháng đến 2 tháng anh chị. Đó. Bao lòi bao lú cho mình đó, trong khoảng 1 tháng đến 2 tháng nha. Đó. Ví dụ như có này kia sự cố thì em thâu bò về anh chị nha, hoàn tiền đủ cho mình nha. Đó. Cô chú anh chị mình coi kỹ nha. Tại vì nói chung bao thì nó ngay thì cho cô chú anh chị mình vững lòng tin thôi, chứ cũng nói chung cũng thì bò này cũng ít lắm chị, ít có cái vụ đó lắm ha. Tại vì cũng mua đi mua lại anh chị. Đó. Thì con này dàn qua thì nó cũng khéo lắm anh chị nha, con này nè, qua vú rất là khéo luôn. Nó thì có sao báo vậy cho cô chú anh chị mình nhận xương trụ rất là lớn luôn, móng là móng sò. Móng sò nha anh chị, móng sò ha. Bò về dàm dây mũi được anh cũng chưa có sữa luôn anh chị. Con này size kiểu là nó đẹp lắm anh chị. Bò này chiều cao 1m3 có dư nha anh chị nha. Đó thì em báo cho mình 1m3 bò cho nó dễ. Đó. Bốn vú rất là khéo luôn anh chị. Đó, bầu này bầu da anh chị nha, bầu da nha, không phải bầu thịt đâu anh chị. Thường thường 3B là bầu da rất là nhiều anh chị, bầu da là cái bầu rất là nhỏ anh chị, mà sữa trong người nó ra nó tiết ra nó rất là mát sữa cô chú anh chị. Bữa em cũng bắt một bộ mẹ con đực 3B luôn anh chị. Trụ mẹ con viết mà em cũng đăng, tại vì ông thấy gì cái anh chia rồi. Con mẹ thì cái màu nó nâu màu bạc lắm rút anh chị, cũng tàn sát giống vậy. Để con đực 3B trụ xương nó rất là lớn, mà độ anh chị 3B muối mà xương lớn lắm. Tại em thấy vậy các anh theo năng lĩnh chia lần là... Rồi bữa em về em cũng có đăng lên anh chị. Còn con này biết biết rồi. Cô chú anh chị có thích xài mẫu này liên hệ với em nha. Con này có giá là 22,5 triệu ha. 22,5 triệu cho một con bò mẹ, bò cái 3B chữa anh chị nha. Bò này bò rạ anh chị nha. Bò này bò rạ nha. Bò thì mà đậm đẻ lứa 2 gì anh chị, con này nè, đẻ lứa 2 gì đó. Không có phạm gì nữa nha. Có khi đẻ lứa cũng chừng anh chị, tại vì mình dòng này giờ nó cũng mau khai răng lắm anh chị. Thì con này nói chung nó chữa lứa 2 hoặc lứa 3 vậy anh chị, con này nè. Bò này còn sinh sản tốt, còn lâu anh chị ha. Bò này về đẻ tầm khoảng 6-7 con là cái mức trung bình đó anh chị, cũng không phải là dạng mà anh nhiều luôn đâu ha. Đó thì cô chú anh chị mình về cũng đừng có dỗ mồi nhiều quá. Đó, mình nuôi cho ăn cắm trà anh chị, uống nước muối thôi. Với cỏ rác đầy đủ được rồi anh chị. Không cần phải cám dỗ béo vô giết gì ha. Đó để con thì cũng nói chung dòng này để con cũng khéo anh chị, nó lông da đồ nhẵn mất anh chị, bò này thì nghiêm chỉnh đó nha anh chị nha, đó. Con này dần qua anh chị đó, qua rất là khéo luôn, răng thì đủ 8 cái anh chị nha, có kiểm tra rồi anh chị, có kiểm tra răng rồi ha, nó dần qua này chị không? Tại thấy em cầm máy quay anh chị, chứ bình thường nó dễ lắm, con này cầm máy quay nó sợ. Con này có giá 22,5 triệu anh chị nha, 22,5 triệu cho con cái 3B anh chị. Đó. Cái phí em vẫn là 50k nha, phí em vẫn 50k quay đầu ha. Đó. Chừng này chị xương rất là lớn nha anh chị, con này nè, xương lớn lắm nha. Đó. Con này nó ăn thì khỏi, nó ăn như nó luôn rồi. Đó thì cô chú anh chị mình xem xét kỹ nha, xét kỹ mình liên hệ với em nha. Đó. Buổi chiều hôm nay ngày 9 tây tháng 7 anh chị. Rồi chào cô chú anh chị nha, hẹn anh chị video tiếp theo ha. Đó. Cũng nhớ ủng hộ em. Lượt thích nha chị, lượt thích lượt like và đăng ký kênh giúp em nha cô chú anh chị nha. Đó. Đó, đứng dựng tỉnh tỉnh anh chị ha, có dàn hoa nè anh chị thấy không? Đó, hoa rất là khéo luôn, hoa nè anh chị thấy không? Rồi chào cô chú anh chị em mình ha.